Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dạ, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2021. Mình tiếp tục học Abhidhamma online. Hôm nay thì mình vẫn tiếp tục cái phần là bài kệ số 6, số 7 của chương 3. Đi vào trong cái phần mà chủ tích của các cái danh từ quan trọng đó. Bây giờ mình bắt đầu theo dõi tiếp ha. Là nốt số 25 ha. Incant. A perception denotes the unity of self-consciousness pertaining to either the empirical ego, empirical apperception, or to the pure ego, transcendental apperception. Page 15. Commenting on Javana, Mrs. Rhys Davis says, I have spent many hours over Javana and am content to throw a perception overboard for a better term or for Javana untranslated and as easy to pronounce as our own javelin. Ở đây mình có một số từ mới ha, là ở đây mình có từ là empirical, chữ này là chữ em này, mình đọc là chữ im này ha, vì nó không nhận dụng nhấn. Empirical là theo kinh nghiệm. Theo kinh nghiệm. Transcendental. Những chữ thứ hai. Transcendental. Là không dựa trên thực nghiệm. Hay còn gọi là cái phần transcendental, tức là siêu lý, ha, siêu hình. Ha. Vượt lên trên cái thực nghiệm. Hay là không dựa trên thực nghiệm. Và throw overboard. Ở đây dịch throw overboard. Throw overboard ở đây dịch là bỏ đi, ném lên trên, ném lên trên cái khoang tàu, ném lên trên khoang tàu. Bỏ đi. Rồi bây giờ mình đọc mấy chữ này trước ha, mọi người đọc mấy chữ này, mấy từ mới này ha. Empirical, transcendental. À, xin lỗi, nhận thứ ba, transcendental. À, transcendental. À, throw overboard. Bây giờ mình đọc câu này ha. In Kant, a perception denotes the unity of self-consciousness pertaining to either the empirical ego or empirical apperception or to the pure ego transcendental apperception. Để mình xem thử bạn đây, bạn đây cái câu mấy câu này đó, để xem thử bác Phạm Kinh dịch Kim Khánh dịch làm sao trước, bởi vì những cái từ này là toàn những cái thuật ngữ triết học á. Để xem ha. Trong Kant, danh từ apperception nó biểu lộ cái sự đồng nhất của tâm thức mình với, hoặc là cái từ ngã theo kinh nghiệm, tức là empirical ego, hoặc là với từ ngã thuần túy transcendental apperception. Chủ giải về danh từ Javana thì bà Rich Davis viết, tôi đã trải qua suốt nhiều giờ để suy tư về danh từ Javana và rốt cùng đành bỏ đi thì danh từ apperception để tìm một cái từ khác thích ứng hơn, thích hợp hơn. À, hoặc để nguyên vẹn chữ Javana mà không dịch, vì chữ này cũng dễ đọc như chữ Javelin của chúng ta. Rồi này thì dịch thì chữ self-consciousness
Cái chữ self-consciousness dịch là tâm thức của mình. Tâm thức của mình với intent. Rồi thì bây giờ mình đi lại từng cái bạn từng từ tên này ha. In căn là trong căn, tức là trong sách triết học của căn đó, trong cái thuyết của căn, tức là một nhà triết học thời cũng là thời trung đại đó. A perception denotes the unity. A perception, cái từ này mình không có thay đổi, vì hôm trước tôi cũng đang dùng từ perception và a perception đó. A perception á, là nó know là biểu lộ, unity là sự đồng nhất, sự hài hòa kết hợp, sự đồng nhất của self consciousness là ở đây dịch là của tâm thức mình. Nhưng mà nếu như dịch self consciousness là mình phải nói là sự nhận thức về chính mình. Pertaining to either empirical ego, nó liên quan đến hoặc là cái ngã dựa trên kinh nghiệm, hoặc là dựa trên cái thực nghiệm, hoặc là nó chỉ liên quan tới cái bản ngã thuần túy, bản ngã từ ngã thuần túy. Tức là họ mới muốn giải thích cái chữ apperception đó, mà chữ apperception này là để muốn thấy cái chữ savana đó. Thì bây giờ là trong ông căn á, thì ông nói là cái chữ như vậy, cái chữ apperception này nó được hiểu theo cái nghĩa là gì, đó, hoặc nó theo cái nghĩa là từ ngã. Mà ở đây mình đang nói tới savana, tức là gì, tốc hành tâm, tức là tâm thực, cái tâm mà nó tạo tác thương ghét ha, yêu hay là hận ha, thích hay không thích, thì đó là tâm savana. Vậy thì chị Javana đó, họ dịch họ muốn lấy cái từ một chỗ vì thì lấy cái từ apperception, nhưng mà bà Rich Davis á, thì á, là bà không có đồng ý về chữ này, bởi vì á, nếu như mình lấy cái chữ apperception thì người ta sẽ hiểu theo rằng cái nghĩa chữ apperception này là một cái từ ngã, hoặc là từ ngã theo kinh nghiệm, hoặc là từ ngã thuần túy. Thì á, có lẽ là vì cái lý do đó mà bà mình nói tiếp rằng á, là tôi đã trải qua nhiều giờ về để suy tư để về cái danh từ Savana này. Bởi vì biết đôi lúc mà dịch thì gặp một từ thôi đó, nhiều khi một mấy trang mình dịch nó ro vậy đó mà tới gặp một từ đứng lại thì dịch không có được, không tìm cái từ nào ra để mà dịch. Ngay cả khi mình dịch Anh Việt cũng vậy nữa, huống gì là Pali. Cho nên bà nói là tôi đã trải qua rất là nhiều giờ để suy tư về cái từ Savana này, và I am content, tức là tôi hài lòng đó. Tôi hài lòng thì ở đây là và tôi đành lòng. Ở đây chữ hài lòng thì dịch là chữ đành lòng ha. Phải bỏ đi, throw apperception overboard, phải bỏ đi cái từ apperception này để tìm một cái từ tốt hơn, cái từ thích hợp hơn. Hoặc là giữ nguyên cái từ Javana mà untranslated là không có dịch, mà từ này không dịch đó, bởi vì nó và cũng dễ phát âm, easy to pronounce, nó cũng dễ phát âm hay là dễ đọc. Y như là trong tiếng Anh cũng được có cái chữ Javelin. Thì bây giờ là Javana và Javelin thì nó cũng giống nhau. Tiếng Pali á, cho nên vì vậy là bà giữ nguyên từ Javana, bà không có dịch. Lý do là bởi vì không tìm ra được một cái từ nào thích hợp. Và cái từ này cũng dễ phát âm thì thôi giữ tiếng Pali luôn, nó thuần túy hơn. Và từ khi tiếng Pali mà người ta không biết thì người ta sẽ đi tìm hiểu. Còn hơn là mình cho một từ tiếng Anh, rồi người ta hiểu theo cái nghĩa là nghĩa bản ngã đó, thì nó không có đúng. Bởi vì trong đạo Phật thì mình không có nói về cái bản ngã. Mà trong khi cái apperception này đã được ông căn ông dùng theo nghĩa bản ngã rồi, vậy thì cái từ này khi mà mình đem vào mình dùng nó thì sẽ bị người ta hiểu sai. Ha. Đó là quý vị thấy cái sự cân nhắc của những người mà họ đi tiên phong trong việc là tạo ra những cái thuật ngữ tiếng Anh tương đương cho thuật ngữ tiếng Pali. Và vì vậy cho nên bà quyết định là đang để không tìm được từ nào tốt hơn thì sẽ giữ nguyên cái chữ Javana. Rồi tiếp theo. It suffices to remember that it is the mental aspect or parallel of that moment in nerve process when central function is about to become efferent activity or innervation. Teachers in Ceylon associated with the word dynamic
And its dominant interest for European psychologists is the fusion of intellect and will in Buddhist psychology. Compendium of Sikh Philosophy, page 249. Đoạn này là bắt đầu nói về mang tính chất triết học này ha, cho nên quý vị thấy là nó cũng triết học tâm lý học đó, cho nên cũng hơi hơi khó đó nha, còn số từ nó hơi khó, mình từ từ mình nghiên cứu này. Đầu tiên mình phải qua từ mới trước. Mình có từ suffice, động từ có nghĩa là đủ để, đủ cho. Và sau đó tiếp từ cái động từ này mình có tính từ sufficient á, là đầy đủ ha. Parallel, parallel tính từ có nghĩa là song song. Ví dụ như hai đường thẳng song song gọi là parallel lines. Efferent, danh từ là dây thần kinh ly tâm. Và innovation là sự kích thích. À, bây giờ mình đọc lại mấy từ này ha. Suffice, parallel, efferent, innovation. Mình tự lại mình dịch đoạn này ha. It suffices to remember that. À, cũng đủ để mà nhớ rằng ha. It is the mental aspect or parallel of that moment in nerve process. It is a mental aspect tức là khía cạnh tâm lý, phương diện tâm lý, à, hoặc là song song với cái that moment, với cái thời điểm đó, cái in nerve process là trong cái tiến trình thần kinh, nerve là thần kinh ha. Dây thần kinh, nerve. When central function is about to become efferent activity or innovation, khi mà cái phần sự của trung tâm, tức là chắc là trung ương thần kinh đó, nó about to là sắp sửa, become là trở thành, efferent activity tức là hoạt động của dây thần kinh ly tâm, or innovation hoặc là sự kích thích. Thì qua đoạn này, bà dịch sao này? Ta chỉ nhớ nó là một sắc thải tinh thần hoặc song song với điểm thời gian trong tiến trình thần kinh, nerve process, khi cơ năng chỉnh đã đến lúc sắp trở thành cấn cảm, tức là từ innovation, là trạng thái của thần kinh sẵn sàng hoạt động. Ở đây quý vị nhớ là mình đang nói tới là tâm javana, tức là cái tâm phản ứng. Vì nói là tới cái tâm phản ứng mà để tạo nghiệp á, cho nên nó mới nói là nó là mang một cái sắc thải tinh thần trong cái tiến trình thần kinh, khi mà cơ năng chỉnh nó đã sắp trở thành cấn cảm hay cận cảm đó, là trạng thái của thần kinh sẵn sàng hoạt động. Mà efferent activity thì mình gọi là giờ hoạt động của dây thần kinh ly tâm. Ly tâm là gì? Tức là nó đưa một cái thông tin từ trên cái bộ não của mình đưa xuống cho các cái thân dây thần kinh khác, cho nên từ đó mình đã đưa ra thì gọi là ly tâm. Và từ nó ly tâm ra bắt đầu là mình tới đến chỗ các cái chi của mình á, các cái khả giác quan của mình, khi đó mình đưa ra cái phản ứng ha. Nên mình hiểu như vậy thì mình thấy là dễ hiểu hơn là dùng cái từ sắp trở thành cấn cảm. Cái từ này mình thấy nó là có cho dùng cái chữ thân tính ly tâm là dễ hiểu hơn ha. Và nó đáp lại cái sự kích thích ha. Teachers in Sri Lanka. Sri Lanka là cái tên của là Tất Lan đó, ha, là Sri Lanka, tên cũ của Sri Lanka là Sri Lanka. Cho nên từ chữ Sri Lanka mới ra là Tất Lan đó. Chữ C mà bên tiếng Hán mình lại đọc qua bên mình là thành chữ T, phần T, thành là Tất Lan. Teachers in Sri Lanka associated with the word dynamic. À, các bậc thầy, các bậc giáo thọ ở Sri Lanka đó thì kết hợp biết ở đây tức là Javana. À, kết hợp Javana với cái từ là từ dynamic. À, dynamic có nghĩa là đồng. À, mình nói là ví dụ như mà ông Osho đó, ông có một cái thiền gọi là thiền đồng, là dynamic meditation. À, thì cái chữ dynamic này là như vậy, là tôi cho rằng cái từ Javana đó nó có thể kết hợp với từ là dynamic có nghĩa là đồng. And its dominant interest for European psychologists. Và cái sự thu hút,
Interest là sự thu hút. Dominant là chủ yếu. Và cái sự thu hút chủ yếu của nó đối với các cái nhà tâm lý học châu Âu chính là sự fusion, là sự kết hợp of intellect. Intellect là lý trí hay là trí thức. And will, will là ý chí ở trong tâm lý học Phật giáo. Như vậy đó, ở đây bạc dịch là các vị giáo sư ở Tích Lan kết hợp chữ Javana với chữ đồng đối với các nhà tâm lý học Tây Phương. Điểm quan trọng nổi bật nhất của danh từ là sự chung hợp trí thức và ý chí trong tâm lý học Phật giáo. Bây giờ mình nói trí thức và ý chí đấy là sao này? Tức là chữ trí thức này đó, dùng cái chữ intellect. Intellect mình gọi là trí năng mà hay hơn là trí thức. Trí năng tức là hoạt động của trí tuệ. Ha. Bởi vì khi mà mình, và will là ý chí. Và ý chí ở đấy đó, là nó chỉ cho cái chủ. Mình có một cái là chủ, chủ ý. Một cái gọi là tứ tác là do bản thân của mỗi người. Mình có thể là có do cái ý chí của mình mà mình tạo tác ra, chứ không phải là chỉ do cái hoàn cảnh là chi phối thôi. Bởi vì nếu như mà hoàn cảnh mà chi phối thôi á, ví dụ như mình nói rằng á, nếu như mà thấy mà cảnh xấu thì ai mà không nổi sân. Mình nói như vậy đó, vì cảnh xấu thì chắc chắn phải nổi sân. Thì cái đó là nó là thông thường, vì người ta không thiếu cái sự chánh niệm, thiếu cái sự tu tập và thiếu ý chí. Cái giả sử nhất với một người mà họ có sự tu tập cao, thì cái đối tượng bên ngoài đó vẫn là xấu, nhưng mà họ vẫn không có nội sân. Thì đấy chính là kết hợp của cái trí năng và cái ý chí ở trong tâm lý học Phật giáo. Thì cái Javana này đó, nó không phải chỉ là mang cái tính cách đó là mental aspect, tức là tâm linh thôi, mà nó còn mang cái trí năng và nó còn ý chí ở trong đó nữa. Mình có thể tự quyết định được là mình nội sân hay không nội sân, tham hay không tham, thì đó mới là lối thoát ra. Thế còn nếu như mà mình không có cái ý chí đó thì làm sao mình tu tập, mình giải thoát ra khỏi luân hồi được ha. Đó là ý của đoạn này như vậy. Impulse is less satisfactory than even a perception. As Mrs. Rhys Davis suggests, it is wise to retain the Pali term. See Compendium of Philosophy from page 42 to 45 and 249. According to the Vipavinitika, Javana occurs between Vottapanna and Tadaramana, Vottapanna and Favanga, Vottapanna and Chuti, Manodwara Vachana and Favanga, Manodwara Vachana and Chuti. Rồi, mình nói ở đây là mình có một số từ mới. Từ impulse ở đây dịch là chỉ xúc động. Impulse nó không phải chỉ xúc động không nha. Chữ impulse là để qua từ trong bản dịch này, bản dịch thì chữ impulse là gì? Impulse ở đây đó là sức đẩy này. Sự bốc đồng, cơn bốc đồng, sự thúc đẩy, sự thôi thúc hoặc là xung lực. Sự thúc đẩy, sự thôi thúc hay là cơn bốc đồng. Ngoài ra đó, nó cũng có nghĩa là sự cảm động, sự xúc động. Nhưng mà ở đây mình dùng chữ cảm động thì mình thấy nó không có đúng. Vì Savana thì mình dịch chữ chữ impulse ở đây đó, thì mình có thể dịch là sự thôi thúc hành động đó. Thì nó hay hơn là cảm động ha, sự thôi thúc. Cái danh từ impulse sẽ về nghĩa là sự thôi thúc đó, thì nó càng xa về ý nghĩa của cái chữ Javana hơn nữa. It's less satisfactory than even a perception. Satisfactory tức là thỏa đáng. Như vậy cái từ impulse là còn ít thỏa đáng hơn ngay cả cái từ apperception. Tức là hồi nãy là bà Rich Davis bà đã chế cái chữ apperception rồi. Thì bây giờ có một số người họ dùng chữ impulse, thì ở đây là ngài Narada ngài viết như vậy, thì chữ impulse nó còn là kém thỏa đáng hơn cả từ apperception. Cho nên ở đây bạc dịch là danh từ xúc động thì càng xa ý nghĩa của chữ Javana hơn nữa. Tức là ít thỏa đáng hơn, tức là xa ý nghĩa hơn đấy.
As Mrs. Rhys Davis suggests, như bà Rhys Davis đã đề nghị đó, hay là nghĩ, it is wise to retain the Pali term. Là it is wise, tức là sáng suốt, to retain là giữ lại, và the Pali term là cái thuật ngữ Pali. Ở đây thì dịch là có lẽ giữ nguyên vẹn cái danh từ Pali là sáng suốt hơn hết. See Compendium of Philosophy, tức là muốn bị cái đồng những cái này đó thì xem thì cũng Compendium of Philosophy, tức là bản dịch của ông Xuê Sanh Ôn, của ông người Miến, cũng của cuộc thắng Pháp này đó, từ trang 42 tới trang 45 và trang 249. According to the Vifa Vinitika, Javana occurs between. Theo cái bộ Vifa Vinitika, tức là bộ này là bộ chủ giải. Tika đó, tức là phụ chủ giải. Atthakatha là chủ giải. Rồi sau đến Tika là chủ giải của chủ giải, gọi là phụ chủ giải. Thì nó là chủ giải của bộ Atthakatha, của bộ bộ thăm à, bộ thắng pháp đó. Thì theo cái bộ chủ giải này đó thì nói kỹ hơn nữa là Javana, tức là tóc hành tấm á, nó xảy ra ở giữa, nó có năm lần, nó năm năm chỗ để nó xảy ra. Thứ nhất là nó xảy ra giữa là Vottapanna và Tadaramana, tức là xác định tâm và tâm thập di. Như vậy ấy, trước trước đó đó, tức là trong cái tiến trình tâm thì xác na xác định tâm, sau đó mới tới tốc hành tâm, và sau đó là tâm thập di. Đó là một cái tiến trình tâm mà nó đầy đủ nhất. Thì nó như vậy, nó xảy ra giữa xác định tâm, tốc hành tâm là xảy ra giữa xác định tâm và tâm thập di. Hoặc là Vottapanna and Phavanga, tức là Vottapanna xong rồi có tâm xác định rồi ấy, là tới tâm tốc hành, nhưng mà nó sẽ không có cái giai đoạn hai cái xác na tâm thập di này, và nó từ và từ từ Phavanga, từ từ Javana nó đi thẳng vào Phavanga luôn. Như vậy là nó bỏ qua cái giai đoạn Tadaramana, nó không có lưu. Thường đó là trong cái trường hợp mà cái tâm nó yếu đó, nó không đủ mạnh để nó lưu lại, thì nó chỉ ngang ngang văng Javana xong thì nó rơi vào lại Phavanga. Trường hợp thứ ba là nó nằm giữa Vottapanna và Chuti, tức là nó nằm giữa xác định tâm và tâm tự. Tức là trong cái tiến trình mà khi mình tiến trình một người mà chết đó, thì trong tiến trình đó là xác định tâm, xong rồi tới tốc hành tâm, rồi là tới tâm tự tâm, cho nó không có Tadaramana. Nó không có là tâm đồng sở duyên, mà nó đi thẳng tâm thập di, mà nó đi thẳng vào từ Javana xong rồi qua tự tâm luôn. Hoặc là nó nằm giữa là Manodwara Vachana và Phavanga. Trong cái trường hợp đó là tiến trình mà có ý môn, thì là nó không đi qua những tiến trình trước, thì nó sẽ nằm ngay từ cái ý môn hướng tâm này, thì nó tới ngay là Javana, và sau đó nó rơi trở vào Phavanga luôn. Và cái thứ năm là Manodwara Vachana và Chuti, tức là trong cái tiến trình mà khi mà sắp chết mà không có cái đối tượng là bên ngoài, mà đối tượng là pháp trần á, là đối tượng bên trong, thì như vậy là Javana nó sẽ giải xảy ra giữa là ý môn hướng tâm và tự tâm. Tadalambana or Tadaramana literally means that object immediately after the Javana process, two thought moments or none at all arise, having for their object the same as that of the Javana. Hence, they are called Tadalambana. After the Tadalambanas, again the stream of consciousness lapses into Phavanga. Tadalambana occurs between Javana and Phavanga and Javana and Chuti. Ở đây mình chỉ có hai từ mới thôi, là từ hence là do đó, và từ lapse là nhập trở vào hay là xa vào. Mình đọc hai từ này, hence, lapse. Tadalambana, hay còn gọi là Tadaramana, hai từ này đồng nghĩa. Literally là theo nghĩa đen, means that object, nó có nghĩa là đối tượng đó. Thì nên mình có chữ là ta là tức là chữ tát này á, là tăng, đi vào chữ là aramana là tăng, là ta là đó, và aramana là đối tượng, đối tượng đó, that object. Có nghĩa đối tượng đó, cùng một đối tượng. Vì vậy cho nên là Hòa Thượng Minh Châu mình dịch là đồng sở duyên, vì đối tượng là dịch là sở duyên, và cái cùng cùng cái đó gọi là đồng. Immediately là after the Javana process,
Ngay lập tức sau cái tiếng kinh Javana, two thought moments, hai sát na tâm, or non at all, hoặc là không có một sát na nào cả, arise having for their object, the same as that of the Javana. Thì như vậy hai cái sát na tâm nó khởi lên, nó có đối tượng là giống như đối tượng của tốc hành tâm, Javana. Hence they are called Tadalambana. Vì vậy chúng được gọi là cùng đối tượng. After the Tadalambanas against the stream of consciousness laps into Pavanga. Ngay sau tâm thập di, à, hay là tâm đồng sở duyên này, thì cái dòng tâm thức lại rơi trở vào, nhập trở vào Pavanga, tức là hồ kiếp. Tadalambana occurs between, là tâm thập di này đó, đồng sở duyên này nó xảy ra ở giữa Javana và Pavanga, tức là tốc hành tâm nó khởi lên, xong rồi mới có Tadalambana, rồi là tức là tâm mà sao lưu đó, rồi sau đó nó rơi vào Pavanga là hồ kiếp. Hoặc là nó khởi lên trong cái trường hợp là tâm tử đó, thì Javana, xong rồi là tới Tadalambana, rồi tới Chuti, à, tức là Javana, rồi tới đồng sở duyên và tới tự tâm. Ở đây thì dịch đó là theo nghĩa trắng là đối tượng kia, tức khắc liền theo tiện tình Sapana, có hai hoặc không có chập nào cả, phát sinh cùng một đối tượng với Sapana. Do đó, chập tâm này có tên là Tadalambana. Sau chập Tadalambana thì luồng tâm nhập trở vào Pavanga. Và Tadalambana nó phát sinh giữa Sapana và Pavanga và Sapana và Chuti. Chuti, bây giờ giải thích qua, thì giải thích từng cái loài tâm một đó, giải thích tốc hành tâm xong rồi tự giải thích là tâm thập di, bây giờ là giải thích là tâm tử. Là tâm tử là như thế nào? Chuti is derived from the root chu, to depart, to be released. As patisanti is the initial thought moment of life, so is chuti the final thought moment. They are the entrance and exist of a particular life. Chuti functions as a mere passing away from life. Patisanti, Pavanga and Chuti of one particular life are similar in that they possess the same object and identical mental coactions. Ở đây mình có ba từ mới. The entrance là lối vào hay đưa vào. Possess là có hay là sở hữu. Coactions là đồng phát sanh với nhau hay gọi là pháp đồng sanh. Mình đọc lại mấy từ này. Entrance, possess, coagent. Rồi. Chuti is derived from the root chu, to depart, to be released. Danh từ chuti đó là nó phát xuất từ cái đồng từ cán chu, có nghĩa là depart đó là rời khỏi, và to be released là được phóng ra khỏi, được phóng thích, à, rời khỏi hay phóng thích, được phóng thích. As patisanti is the initial thought moment of life, cũng như patisanti tức là tâm tục sinh hoặc là kiệt sanh thức, là cái chập cái sát na tâm đầu tiên của đời sống. À, patisanti là sát na tâm đầu tiên của đời sống, là khi mình mà đi tại sanh á, thì cái phát ngã đầu tiên trong đời sống mới của mình chính là tâm tục sinh, patisanti. So is chuti the final thought moment, thì cùng vậy chuti đó nó là cái sát na tâm cuối cùng. À, nhớ ha, patisanti là sát na tâm đầu tiên là tâm tục sinh, và chuti là sát na tâm cuối cùng là tâm tử. They are the entrance and exist of a particular life. Chúng là lối vào, entrance là lối vào và exit là lối ra. À, chúng là lối vào và lối ra của một cái đời sống cụ thể. À, một đời sống nào đó thì nó mình có đi vào và đi ra. À, thì cái đường vào tức là patisanti và đường ra, exit là lối ra là chuti. À, như vậy chúng là lối vào và lối ra của một đời sống cụ thể. Chuti functions as a mere passing away from life. Chuti đó thì nó hoạt động
nó có chức năng như là pass away from life, tức là rời khỏi một cái sự thuần túy, rời khỏi sự sống. Pati santi, pavanga and tuti of one particular life are similar. Tâm pati santi là tâm tục sinh, pavanga là tâm hồ kiếp và tuti là tâm tử của một đời sống cụ thể, of one particular life, một đời sống riêng biệt á, là cụ thể đó, thì similar là nó tương đương nhau, ba tâm này nó tương đương nhau, tức là nó cùng một loài tâm. In that they possess the same object, an identical mental cohesion, nó giống nhau ở chỗ, in that là ở chỗ, là giống nhau ở chỗ, chúng có cùng đối tượng, they possess the same object, chúng có cùng đối tượng, an identical mental cohesion, và có cùng, identical cũng là cùng luôn, cùng cả cái pháp đồng sanh, mental cohesion tức là gì, cùng có cả cái tâm sở đó, pháp tâm sanh mà thuộc về tâm, tức là các tâm sở đồng sanh. Như vậy chúng có cùng đối tượng và có cùng tâm sở đồng sanh, cho nên chúng cùng một loài tâm. Mình sinh ra như thế nào, tâm với tâm gì, thì trong đời sống hàng ngày khi không có tâm gì, tâm hồ kiếp nó cũng là loài tâm đó, và khi mình chết thì cũng chết với cái loài tâm đó. Còn nhưng mà cái đời sống sau đó, thì tâm chết này, tâm tử và cái tâm mà tục sinh của kiếp sau thì nó là không phải nha. Nó không phải, chỉ nói là cái tâm tử của cái đời này thì nó giống tâm trước. Chứ nếu như mà tâm đời sau, tâm tục sinh của đời sau mà giống cái tâm tử đời trước thì mình đâu có sự tiến bộ. Đời này cái sự đánh nha ra sẽ thế nào rồi đời sau cũng sinh ra tâm như vậy. Thì nó không phải có, không có thể có sự tiến bộ, sự thay đổi được. Mà đây là chết thôi. Còn khi mà tái sinh thì cái tái sinh của kiếp mới, sống mới thì nó là một loại tâm khác. Đây, để xem bản dịch của bác ha. Chu tí là tự tâm. Danh từ chu tí là tâm chết, xuất nguyên từ căn chu là ra đi hay được giải phóng. Pati santi tức là tâm nổi liền, là điểm sơ khởi của một kiếp sống. Và chu tí tâm chết là mức cuối cùng. Chập pati santi đưa vào đời sống, chập chu tí đưa thoát ra. Chu tí tác động như một sự ra đi xuống, thoát khỏi đời sống. Ba chập Patisanti, Pavanga và Chuti trong một kiếp sống hoàn toàn giống nhau vì có cùng một đối tượng và bao gồm những tâm sở đồng phát sanh với nhau. Rồi, ở đây thì bạn dùng cái từ là chữ entrance và chữ exit. Nó là danh từ. The entrance và exit mà bạn là dùng theo nghĩa động từ. Nhưng mà mình nghĩ là chập Patisanti đưa vào đời sống và chập Chuti đưa thoát ra. Nhưng mà ở đây thì mình, nếu như mình dịch sát thì chúng là cái lối vào và lối ra của một đời sống riêng biệt. Bây giờ nói tiếp về death. Death occurs immediately after the chuti consciousness. Though with death the physical body disintegrates and the flow of consciousness temporarily ceases, yet the life stream is not annihilated, as the karmic force that propels it remains. Death is only a prelude to birth. Chuti occurs between Javana and Patisanti, Tadaramana and Patisanti, and Favanga and Patisanti. Mình có một số từ mới đây. Cái này nó disintegrate, disintegrate là tan rã. Mình nhận chữ thứ hai này, disintegrate. Rồi annihilate, cái chữ này mình đọc là mình thấy cái chữ này hơi khó đọc không ạ? Mình đọc thường mà nếu như mình ra từ điển mình đọc là annihilate, không có annihilate đó nha. Mình nói là nhận chữ thứ hai. Mà chữ y mà được nhận thì nó đọc thành chữ i. A mà không được nhận đọc thành chữ ơ. Y không được nhận cũng thành chữ ơ. Cho nên là annihilate, annihilate là tiêu diệt hay là tự nên hư vô. Annihilation là sự hư vô đó. Propel, chữ O ở đây mà không có nhận dấu nhận á, cũng đọc thành chữ O này. Propel, propel, propel là trôi chạy ha. Propel tức là thường thường, cái chữ propel nó có nghĩa là trục xuất chứ ha, đẩy đi. Thì propel là có nghĩa là đẩy đi.
Rồi đẩy đi, đẩy tới hay làm đi tới. Nó có chữ đầy đó, chứ không phải nó chỉ trôi chảy không mà nó có chữ đầy ha. Và chữ này đọc là prelude. À, chữ này là nó không phải nhận chữ đầu tiên, mình này nhận nó không phải nhận chữ thứ hai mà nó nhận chữ đầu này. Pre prelude ha, là báo hiệu. Và bây giờ mình đọc lại mấy chữ này ha. Disintegrate, annihilate. Ở đây chị hạt cấm này, ở đây không đọc chị hạt mình đọc annihilate ha. Annihilate, chị hạt có chỗ đọc có chỗ đọc không. Ví dụ như mình thấy là danh từ cái nhà thì là house, nhưng mà giờ thì hour ha. Cho nên trong chữ giờ đó thì chị hạt không đọc, thì trong này chị hạt cũng không đọc ha. Annihilate. Repel, prelude. Rồi mình trở lưu lại á. Death occurs immediately after the duty consciousness, là sự chết nó xảy ra. Death occurs, cái chết hay là sự chết xảy ra. Occurs, immediately là ngay lập tức. Lập tức, after là sau. The duty consciousness là tự tâm. Cái chết xảy ra ngay lập tức sau tự tâm. Ngay sau tự tâm. Though with death, mặc dù với cái chết, the physical body disintegrates, là cái thân mà cái xác thân, là physical body, cái xác thân á, là nó tan rã, disintegrates. Mặc dù với cái chết thì cái xác thân nó tan rã. And the flow of consciousness temporarily ceases, và cái dòng tâm á, flow of consciousness là dòng tâm, temporarily là tạm thời, cease là dừng lại. À, như vậy thân sắc khắc thân thì tan rã và dòng tâm thức á, thì tạm thời dừng lại. Yet the light stream is not annihilated. Nhưng mà light stream là cái dòng sống. À, light stream thì nó không có bị tiêu diệt. Is not annihilated. Dòng sống không bị tiêu diệt. As the cosmic force that propels it remains. Bởi vì, S là bởi vì, the karmic force là cái nghiệp lực, karma là nghiệp, force là lực. Chữ karma mà trở đây nó thành tính từ, cho nên đổi thành là chữ karmic. Chữ karma đã trở thành, họ dùng như tiếng Anh, cho nên từ karma là danh từ thì đổi thành tính từ là karmic. À, karmic force là nghiệp lực. Bởi vì cái dòng nghiệp lực á, mà thúc đẩy nó, à, chữ repel là thúc đẩy thì đúng hơn, propel it là thúc đẩy cho cái dòng sống này. Cái nghiệp lực mà nó thúc đẩy cho cái live stream này đó, remains là vẫn còn. À, cho nên là xác thân tan rã, rồi dòng tâm thức á, là nó tạm thời dừng lại. Nhưng mà dòng sống không bị tiêu diệt, bởi vì cái nghiệp lực mà thúc đẩy cho cái dòng sống đó vẫn còn tồn tại. Dòng nghiệp lực là hết đâu ha? Nghiệp lực, những cái nghiệp mà mình đã tạo trong quá khứ, cái nghiệp lực nó rất là mạnh, cho nên là vẫn còn ở đó. Death is only a prelude to birth. Vì vậy ấy, cái chết chỉ là một cái sự báo hiệu cho sự sinh ra, cho sự sinh ra tiếp theo. À, chết chỉ là một sự báo hiệu cho sự tái sinh hay là sự sinh ra. Duty occurs between, tự tâm nó xảy ra ở giữa các tâm nào? À, tự tâm nó xảy ra ở giữa Javana và Patisanti, tức là giữa tốc hành tâm và tục sinh tâm tục sinh, tức là tốc hành tâm của tâm cuối cùng. Sau đó là qua tự tâm và tiếp theo là tâm tục sinh. Đó là trong cái trường hợp mà tâm tâm cuối cùng đó nó không có là tâm thập di, tâm Tadaramana. Còn nếu trong trường hợp có tâm thập di thì nó là sẽ nằm ở giữa Tadaramana và Patisanti, tức là giữa cái tâm thập di và tâm tục sinh. Hoặc là nó ở giữa Pavanga và Patisanti. Là có khi đó là Pavanga này, Ravana này nó trôi vào Pavanga rồi sau đó mới qua Patisanti. Qua phân ga rồi mới qua chu ti rồi mới qua Patisanti ha, tức qua hồ kiếp rồi mới qua tự tâm và trở khi đó mới tới tâm tục sinh. Ha. Rồi để xem bản dịch bên này. Cái chết xảy ra tức khắc liền sau chập chu ti, cùng với cái chết thì cơ thể vật chất tan rã và dòng tâm chấm dứt, mặc dầu không tiêu diệt, bởi vì nghiệp lực làm cho luồng sống trôi chảy vẫn còn. Cái chết chỉ là giai đoạn báo hiệu cái sống sắp đến. Chú tý phát sanh giữa Javana và Patisanti,
giữa Tadalambana và Patisanti và giữa Papanga và Patisanti. Bây giờ giải thích qua từ Thana. À, Thana tức là khi mà mình giải thích là mình có là nói là cái phần sự đó thì có 14 đó, nhưng mà khi mà nói tới cái Thana là vị trí đó thì chỉ có Thana là vị trí đó. Thana literally place, station or occasion. Though there are 14 functions, yet according to the functioning place or occasion, they are tenfold. The Panchavijnana or the five sense impressions are collectively treated as one, since then the functions are identical. À, chữ Thana đó, theo nghĩa đen đó, đó là vị trí, station đó là cái trạm, hoặc là occasion đó là cái trường hợp. Mặc dù, though there are 14 functions, mặc dù là có tới 14 phần sự, yet, tuy nhiên, according to the function in place or occasion, là theo cái nơi để mà nó xảy nó vận hành, hoặc là do cái dịp để mà nó vận hành đó, thì they are tenfold, là chúng chỉ có 10 loại thôi. The Panchavijnana or the five sense impressions. Panchavijnana hay còn gọi là ngũ thức á, are collectively treated as one, thì được xem chung chỉ là một thôi. Năm cái thức này chỉ được gọi chung là một, since their functions are identical, bởi vì cái chức năng của chúng là gần giống nhau. À, chức năng giống nhau ở đây ý nói rằng đó là, thật ra mình nói như vậy đúng hơn là gọi là năm chức năng giống nhau, tức là nó làm cái công việc đó, là nó nhận thức đối tượng, cho nên tất cả đều làm nhận thức đối tượng. Tuy nhiên vì đối tượng là mỗi cái loài đối tượng khác nhau thì nó sẽ có một cái loài thức khác nhau. Đối tượng là hình dạng thì đây là nhãn thức, đối tượng là âm thanh thì là nhị thức, cho nên mỗi lúc thì chỉ có một thức thôi. Vì vậy đó, năm cái thức này tuy là cái tên là năm, nhưng mà tính trong cái tiến trình thì chỉ có một thức nó làm việc. Vì vậy mà còn lại năm mà cả năm mà còn một có thể trừ đi bốn, tức là 14 trừ 14 và còn 10 ha. Cái này hôm trước cũng có nói rồi, bây giờ giải thích thêm thôi. À, đây là Thana. À, sợ theo nghĩa đen là nơi này, tràm hay là cơ hội này. Mặc dù có tất cả 14 loại tác dụng hay nhiệm vụ, nhưng nếu xét theo thời chuẩn hay là cơ hội làm nhiệm vụ thì chỉ có 10 loại. Ngũ thức được xem chung là một bởi vì tác dụng của năm thức mà giống hệt nhau. À, rồi rõ rồi ha. One is akusala immoral and the other is kusala moral. Rebirth, patisanti in the animal kingdom and in peta and asura realms takes place with upekha sahagata santirana akusala vipaka. Vavanga and chuti of that particular life are identical with this patisanti chitta. Those human beings who are congenitally blind, deaf, dumb, etc., have for their patisanti chitta the kusala vipaka upekha sahagata santirana. Though deformity is due to an evil karma, yet the birth as a human is due to a good karma. Ở đây mình có mấy từ mới. Từ realm là cảnh giới hay là lĩnh vực. Congenital là sanh ra hay là bẩm sinh. Bẩm sinh, congenital. Deformity là sự tật nguyên. À, chữ E đây là chữ E, deformity. Rồi bây giờ mình đọc lại mấy từ này nhé. Ram, congenital, deformity, ở đây là đang nói tới là tâm mà đi tại sanh là tâm santirana đó ha. À, cái nốt này là nốt khác này ha. Santirana là mình gọi là gì? Tâm quan sát. Tâm Patichana là tâm tiếp thâu. Santirana là tâm quan sát. Thì tâm quan sát này đó là cái tâm mà đi tại sanh. Cho nên mình nói là tâm quan sát này đó, nó có hai loại tâm quan sát. Một tâm là quả thiền và một tâm là quả bất thiền. No, one is akusala immoral and the other is kusala moral.
Một tâm là bất thiện và tâm kia là thiện. Rebirth, Pratisanti in the animal kingdom là tâm tục sinh trong cái animal kingdom, tức là quả súc sanh. À, là kingdom là vương quốc, animal là của thú vật, vương quốc của thú vật tức là quả súc sanh. And in peta là quả ngạ quỷ, và asura là atula. À, crime là cảnh giới này ha, thì quả là mình dịch chúng đó. À, như vậy là sự tái sanh trong bốn cảnh khổ đó, là bốn cảnh khổ. Mà ở đây là nói ba thôi nha. À, là súc sanh, ngạ quỷ và atula. Take place là xảy ra. With upekha sahagata santirana akusala vipaka. À, nó xảy ra đó là với cái tâm là tâm quan sát thọ xả. Upekha sahagata santirana, tâm quan sát thọ xả, mà akusala vipaka là quả bất thiện. À, tâm quan sát thọ xả, quả bất thiện. Vì là tâm quả của bất thiện cho nên nó đưa đi tới sanh ở trong cõi khổ đó. Pavanga and chuti of that particular life are identical with this patisanti chitta. Tâm hồ kiếp và tự tâm của cái kiếp sống đó đó, kiếp sống cụ thể đó đó, là nó đồng, tương đồng với cái tâm tục sinh này. Tức là khi mà tục sinh với cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân á, thì khi mà nó sinh ra với tâm như vậy thì hồ kiếp nó cũng như vậy, và chết đi nó cũng với cái tâm như vậy. Those human beings who are congenitally blind, deaf, dumb, etc. Những con người, those human beings là những người mà mù này, blind là mù, deaf là điếc, dumb là câm, mà congenitally tức là bẩm sinh, à, sinh ra là bị mù, câm, điếc, bẩm sinh rồi đó, thì những vân vân, have for their patisanti citta là có cái tâm tục sinh là kusala vipaka upekha sahagata santirana. Hy vọng tới đây là mọi người đọc mấy từ này là dịch được hết rồi này. Ở đây không dùng tiếng Pali, không tiếng Anh mà dùng Pali thôi này ha. Patisanti citta là tâm tục sinh. À, có tâm tục sinh là tâm gì? Kusala santirana, mình bắt đầu bằng từ âm cuối này. Santirana là tâm quan sát. Sahagata, upekha sahagata là thọ xả. Vipaka là quả. Kusala là thiện, à, tâm quan sát, thọ xả, quả thiện. Though deformity is due to an evil karma, yet the birth as a human is due to a good karma. Mặc dù cái sự tật nguyên tức là bị cấm mưu điệt bẩm sinh đó, mặc dù tộc đạo tật và sự tật nguyên là do một cái ác nghiệp, evil karma, một ác nghiệp. Nhưng, yet là nhưng, the birth as a human là sự sinh ra như một con người, is due to good karma, thì là do một cái nghiệp thiện, nghiệp tốt mà được sinh ra làm người. À, mà nghiệp tốt này đó, nhưng mà cái nghiệp tốt này thì nó lại là cái tâm mà tốt không còn tốt được tốt lắm, tức là đi tại sanh, mà đi với tại sanh với là cái tâm vô nhân. À, tâm vô nhân này, tức là cái tâm mà kusala vipaka, cái tâm tâm vô nhân, tâm quan sát thôi. Tâm quan sát là mình nhớ là trong 18 tâm vô nhân là có 3 tâm quan sát, đúng không? Là một tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, một tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, và một tâm quan sát thọ hỷ. À, thì bây giờ cái người này mà họ sanh ra đó, à, mà họ bị mù cấm điệt như vậy đó, thì như vậy là họ là vẫn được sinh ra là với cái tâm nghiệp tốt, bởi vì đây là quả của nghiệp thiện, nhưng mà nó là vô nhân. Còn nếu như ai mà sinh ra với tâm thiện hữu nhân á, tức là tám cái loài tấm thiền hữu nhân, đại tấm đại thiền đó, thì người đó mới sinh ra là một cái người mà đầy đủ các căn rồi, không có bị khuyết tật ha. Và gọi là, cho nên cái này gọi là người lạc vô nhân này. Vì sao gọi, mình quý vị mới học trong vi diệu pháp thì hay nghe cái từ là người lạc vô nhân. À, đã sinh ra làm người tức là được gọi lạc rồi, còn ba bốn cái quả kia là quả khổ, chắc là trên này đó bị thiếu. Trên này đúng ra phải có địa ngục nữa, mà trong này thì không còn nói tới địa ngục, chứ địa ngục là cũng đi giải sanh với cái akusala vipaka, quả bất thiện, nó đi vào bốn cảnh khổ lận ha. À, mà ở đây thì chỉ nói ba là bị sót đó. Còn dưới này đó thì con quả người đó thì có hai loại người, là người hữu nhân và người vô nhân. À,
mà mình nói cho rõ hơn nữa đó là người người vô nhân, rồi người nhì nhân và người tam nhân, chứ không có một nhân nghe, hoặc là vô nhân thôi. Vô nhân là tức là đi với cái tâm này này, cái tâm quả bất thiện vô nhân, hoặc là nhì nhân, bởi vì vô tham vô sân là khi nào nó đi chung với nhau, chứ nó không đi riêng, cho nên là tiếp theo sẽ là nhì nhân, là không có trí thì nhì nhân, mà nếu như sinh ra mà tâm mà có trí nữa thì gọi là tam nhân. À, người này thì người mà sinh ra mà bị khuyết tật bẩm sanh thì những người đó gọi là người lạc vô nhân, bởi vì sinh ra làm người tức là quả lạc chứ không phải quả khổ. Nhưng mà với cái vô nhân là không có trí tuệ á, à, không có vô tham vô sân, không có vô si đó, thì cái người đó đó đời sống của họ nó rất là bị trở ngại rất là nhiều. Rồi để xem bằng dịch ha, một là quả bất thiện, cái kia là quả thiện này, tái sanh trong cảnh thú, cảnh ngạ quỷ hay cảnh Atula, xảy diện với loài tâm quả bất thiện, làm nhiệm vụ suy đạt, à, liên hợp với thọ xả, làm nhiệm. Rồi giờ đây tự nhiên để nguyên thì cùng Pali này lại không không dấu dịch. À. Thì thật để nguyên lại mà phải đúng ra phải mở ngoặc đơn cho đây đại dịch cho nên liên tạo nhiệm vụ suy đạt liên hiệp với thọ xả, đó mình nói là tấm tiếp thâu này, thọ xả này, quả bất thiện này. À. Rồi những chập pháp văn ga và chu ti trong kiếp sống ấy cũng giống hệt như là chập pati sanh thi này, những người sanh ra mù điếc câm bẩm sanh vân vân, sanh ra với chập pati sanh thi là loài tâm quả thiền làm nhiệm vụ suy đạt liên hợp với thọ xả, mặc dù bị tật nguyên là quả của nghiệp bất thiện, sự kiện được sanh vào cảnh người là do nghiệp thiện. Rồi ha. Namely, the Kama Vachara Kusala Vipaka. All human beings who are not congenitally deformed are born with one of these eight as their patisanti chitta. On these ten pertain to the Kama Loka. Ở đây đó là dạy cái nốt số 30. Thì bây giờ mình đã đi qua cái bài đó rồi, thì mình cũng nhớ đó cái nốt số 30 này đó, tức là giải thích cho các cái người mà sanh mà tâm sanh vô quả người đó thì là với bằng tâm đại thiền, cho nên tâm đó được gọi là kama vachara kusala vipaka, tức là tâm quả thiền dục giới. À, tâm quả thiền dục giới mình hay còn gọi là tâm đại quả ha. All human beings là tất cả con người, tất cả loài người, who are not congenitally deformed, mà không có bị tật nguyên bẩm sinh, are born with one of these eight at their patisanti chitta, là được sinh ra với một trong tám loài tâm này, như là cái tâm patisanti chitta là tâm tục sanh, tám loài tâm thiền là quý vị nhớ là tám loại tâm đại thiền, tâm đại quả đó là gì? Tâm thiền thọ tâm quả đó, tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ đó, rồi thọ hỷ hợp trí hữu trợ, rồi thọ xả hợp trí hữu trợ, thọ xỉ họ xả hợp trí vô trợ đó, rồi bốn loại tâm hỷ, bốn loại tâm xả đó ha. Rồi như vậy tám tâm đại thiền cộng thêm cái gì? On this ten cộng với hai cái tâm hồi nãy ấy, là tâm suy đạt, tâm tiếp suy đạt hay tiếp thấu là tâm giống nhau, tâm quan sát là giống nhau nha. Từ suy đạt là từ của Hòa Thượng Minh Châu và từ quan sát là từ của Hòa Thượng Tịnh Sự. À, thì bây giờ mình nói là tâm suy đạt hay tâm quan sát, một cái là quả bất thiền, một cái là quả thiền, đều là thọ xả cả đó. Thì như vậy đây là cộng thêm hai tâm đó nữa thì toàn bộ là tất cả 10 tâm này pertain to the Kamaloka là thuộc về dục giới. À, như vậy là có 10 tâm đưa đi tục sanh nha, là hai tâm quan sát thọ xả, một tâm là quả bất thiền, một tâm là quả thiền vô nhân, rồi tám tâm quả thiền dục, tám tâm quả dục giới thụ nhân. Rồi bây giờ tiếp theo, bây giờ mình có thêm tiếp theo nữa đó là mình có là các cái tâm tâm quả mà đưa đi tục sanh là của tâm đại tâm tâm đạo đài hay là tâm đại hành đó, tức là tâm sắc giới và vô thức sắc giới. À, đó là namely the five rupa vachara vipaka and the four arupa vachara vipaka. Locutara Sivramandan phalas are not taken into consideration because they do not produce any rebirth. 19 classes of consciousness, therefore, perform the triple functions of Patisanti, Favanga, and Chuti. Rồi, bây giờ mình nhớ ra 10 tâm dục giới đây ha. Bây giờ 9 tâm đạo đài đưa đi tại sanh, làm công việc tại sanh. Đó là 5 tâm
quả sắc giới ha, the five rupa vachara vipaka, năm tâm quả sắc giới, and the four arupa vachara vipaka, và bốn tâm quả vô sắc giới. Tâm quả là tâm đưa đi tại sanh ha. Locutra siopramanden phalas are not taken into consideration. Các cái tâm quả siêu thể, ha, locutra phala là các tâm quả siêu thể, thì không được tính ở đây, are not taken into consideration, không được tính đến trong các cái tâm mà làm cái công việc tại sanh. Mặc dù nó là tâm quả mà nó không có được tính ở đây. Vì sao? Because they do not produce any rebirth. Bởi vì chúng không có tạo nên bất cứ một sự tái sanh nào. Tâm đạo nhận đến tâm quả. Tâm quả chỉ làm công việc là chứng ngộ niết bàn thôi, chứ nó không có làm công việc đưa đến sự tái sanh. Cho nên cộng lại là mới có là 10 tâm quả của dục giới, cộng với là 9 tấm quả của sắc giới là 19 classes of consciousness, là 19 loài tâm. Therefore, vì vậy, perform the triple functions, thực hiện ba cái chức năng, bộ ba chức năng, đó là patisanti là tái sanh, pavanga hồ kiếp, và chuti là tự. Như vậy, khi nào mà hỏi là có bao nhiêu tâm đi tái sanh là mình phải nhớ cho rõ nha. Đi tại sanh là dục giới có 10 tâm và sắc giới có 5 tâm mà vô sắc giới có 4 tâm. Và trong 10 tâm của sắc tâm của dục giới đó, mình nhớ rồi nữa đó, là bốn quả khổ thì đi dục giới bằng tâm gì? Là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Rồi có thêm một loại người mà tiếp theo cái người khổ đó, bốn loại người khổ xong thì tới một người lạc. Mà người lạc này là người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân cho nên là sinh ra là bị dị tật bẩm sanh, và cái tâm đi tục sanh của họ cũng là tâm thọ tâm vô nhân, là mà nó là quả của thiền, cho nên được ra người lạc đó, quả thiền gọi là tâm quan sát thọ xả quả thiền vô nhân. Rồi còn lại đó là người nói chung đó, sinh ra thì người mà loài người nói chung thì gọi một ở trong tám cái loài tâm đó. Nhưng mà mình có thể nói thêm nữa là nếu sẽ giải sanh về tâm hợp trí thì người đó sinh ra là có bốn loại tâm hợp trí và bốn loại tâm vô lý trí. Thì người nào mà sinh ra đi tái sanh với tâm quả, dục giới, hữu nhân mà hợp trí thì người đó gọi là người tam nhân. Thì sinh ra có đầy đủ trí tuệ. Cho nên những người tam nhân thì hành thiền thì mới có thể chứng đắc thiền. Mà hành thiền chỉ thì chứng đắc các tầng thiền. Mà hành thiền quả mới được chứng đắc đạo quả. Còn người nhị nhân á, sinh ra mà chỉ có nhị nhân thôi, là chỉ có vô tham vô sân mà không có trí tuệ đó, tức là tái sanh về tâm lý trí đó, thì người đó là không có cái khả năng để mà đắc thiền và đắc quả. Nó cũng có sự phân biệt giữa người vô nhân, người nhị nhân và người tam nhân như vậy. Rồi bây giờ ở đây thì cái này thôi, mấy cái này mình khỏi dịch lại ha, vì thường mấy hai bản dịch nó giống nhau rồi mình khỏi đọc lại cái bản của bạn. Rồi tiếp theo, cái nốt số 32. Namely the Manodwara Vachana mind or cognition and the Panchadwara Vachana sense or cognition mentioned among the 18 Ahetuka Chittas. The former occurs when the mind perceives a mental object and the latter when it perceives a physical object. Ở đây là nói tới là hai loại hướng tâm. Hai loại hướng tâm đó là ý môn hướng tâm. Mano dvara vachana, mano là ý, dvara là môn, và avachana là hướng, ý môn hướng tâm, và mind, dịch là mind or cognition, và ngụ môn hướng tâm, pancha dvara vachana, sense or cognition. Nó được đề cập, mentioned among the 18 ahetuka chittas. Nó được, hai cái tâm này á, nó được đề cập đến ở trong 18 tâm vô nhân. Và trong 18 tâm vô nhân đó là nó được đề cập ở trong ba cái tâm di tạc phía sau cùng á ha, ngũ môn hướng tâm, ý môn hướng tâm và tiểu sinh tâm. The former occurs when the mind perceives a mental object. The former tức là ý môn này, hai cái này thì cái đã nhắc được đầu tiên, cái trước tức là ý môn hướng tâm. Ý môn hướng tâm xảy ra khi mà tâm nhận thức về một cái đối tượng thuộc về tâm, tức là pháp trần đó. Thực về tâm. And the later when it perceives a physical object. Và ngụ môn hướng tâm nó xảy ra khi mà tâm nó nhận thức một đối tượng thuộc về vật chất.
Cái này là tối thượng thuộc về tinh thần. Tối thượng thuộc về tinh thần là sao? Ví dụ như bây giờ đó, ban ngày mình gặp người này, mình gặp người kia, à, mình thấy họ, mình gặp họ, mình nói chuyện với họ. Bây giờ tối về mình nằm ngủ, mình nằm mình nhớ lại, mình nằm mình nhớ lại những hình ảnh đó, thì bây giờ hình ảnh đó nó trở thành cái tấm, trong tấm của mình, là nó là pháp thuộc về tinh thần chứ đâu có phải. Còn khi mình gặp cái người đó mà trực tiếp thì đó là physical object, à, nó đối tượng thuộc về vật chất. Còn khi mình nhớ lại thì đối tượng nó trở thành tinh thần ha. À, để xem bạn này dịch làm sao. Ý, đó là ý môn hướng tâm và ngũ môn hướng tâm được đề cập đến trong 18 loại tâm vô nhân. Loại ý môn hướng tâm phát sanh khi có đối tượng tinh thần, và ngoài ngũ môn hướng tâm phát sanh khi có đối tượng vật chất. Rồi. Bây giờ con nốt số 33. Namely, the 10 times of moral and immoral resultant sense impressions, kusala akusala vipaka panchavinyana. Ở đây là nói tới ngũ trong thức. À, đó là 10 loại quả bất thiện và thiện. Ở đây mình nghĩ là kusala akusala vipaka panchavinyana là ngũ thức quả thiện và bất thiện. Rồi đến con nốt, rồi đến theo là nốt số 34. Namely, the 2 times of receiving consciousness accompanied by indifference are mentioned among the Ahetukas. Ở đây là đang nói tới đó là tâm gì? Này, đó là tâm gì? Đó là hai loài tâm tiếp thâu, receiving consciousness. Hai tâm tiếp thâu thọ xả, accompanied by indifference, thọ xả. Mentioned among the Ahetukas, được đề cập đến trong các tâm vô nhân. Này. Tiếp theo, namely the two accompanied by indifference as and one accompanied by pleasure. It is the first two that function as patisanti, pavanga and chuti. It should not be understood that at the moment of rebirth there is any investigation. One consciousness performs only one function at a particular time. This class of consciousness only serves as a rebirth consciousness connecting the past and present births. The investigating consciousness accompanied by pleasure occurs as a tadalambana when the object presented to the consciousness is desirable. Đoạn này là không có từ mới. Đoạn này là đang nói tới là tâm quan sát á. Ba cái tâm quan sát mà hồi nãy giờ mình có nói tới cái tâm đi 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 tái sanh á. À, thì đang nói tới hồi nãy là nói tâm tiếp thâu nè, bây giờ nói tâm quan sát, thì đó là gì? Hai tâm quan sát mà đi với thọ xả, à, hai tâm đi với thọ xả, và and one accompanied by pleasure là một tâm đi với thọ hỷ. À, it is the first two that function as patisanti, pavanga and chuti. Thì chính hai loại tâm đầu tiên, tức là hai cái tâm quan sát thọ xả đó, à, hai loại tâm đầu tiên mà nó làm cái chức năng function, là làm chức năng như là tục sanh, hồ kiếp và tử. It should not be understood that at the moment of rebirth there is any investigation. Không nên hiểu rằng tại cái thời điểm tái sanh mà nó có bất cứ cái sự suy đạt hay là quan sát nào. Bởi vì mình nói đây là tấm quan sát, tấm suy đạt. À, cho nên là ô nữa về thì cái thời tại sanh là cũng đi quan sát à, đi suy đạt à. Thì đây không phải, đừng nên hiểu như vậy. Bởi vì sao? One consciousness performs only one function at a particular time. Là một tấm á, thì nó chỉ thực hiện một chức năng tại một thời điểm cụ thể. Mặc dù đó là tấm quan sát này á, nó vừa làm được công tác quan sát, nó vừa làm công tác tự tâm. Nhưng mà khi nó làm công tác mà đi tục sanh á, thì là nó không có làm công tác quan sát, mà khi nó làm quan sát thì nó không có đi tục sanh. À, nên là nó không có cùng một lúc mà nó làm hai phần sự. Vì vậy cho nên là trong thời điểm tục sanh thì không có cái sự quan sát nào hết đó, chỉ đi tục sanh thôi. This class of consciousness only serves as a rebirth consciousness connecting the past and present births. Cái loài tâm này á, nó chỉ phục vụ, serve là phục vụ ha, như là tâm tục tâm tái sanh nối những cái kiếp sống của quá khứ và hiện tại.
Birth là những kiếp sống, past là quá khứ, present là hiện tại. À, loài tâm này chỉ làm, chỉ phục vụ như là tâm tái sanh để nối liền các kiếp sống quá khứ và hiện tại. The investigating consciousness accompanied by pleasure. Cái tâm quan sát này mà thọ hỷ đó occurs as a tadalambana là nó xảy ra như là tâm thập di. When the object presented to the consciousness is desirable, khi mà đối tượng mà nó tiếp xúc, nó khởi lên đối với cái tâm đó, đó là cái khối đối tượng rất là khả ái, đối tượng tốt đó. À, thì đối tượng mà tốt đó, thì khi đó đó là nó cái tâm quan sát thọ hỷ và nó xảy ra như là một cái tâm, cái tâm mà nó lưu lại cái niềm vui, nó lưu lại những cái ấn tượng tốt khi mà cái đối tượng này là cái đối tượng rất là tốt đẹp. À. Đây. Sao vậy? Phải kéo lên kéo xuống thôi cái này vậy. There is no special consciousness known as Vottapanna. It is the Manodwara Vachana that serves this function in the five door thought process. Ở đây đó là giải thích về xác định tâm này. Đi từ từ từng loại đó. Hồi nãy là suy đạt rồi bây giờ tới xác định này. There is no special là không, consciousness là không có một cái tâm đặc biệt nào mà được gọi, được biết đến như là tâm xác định. Nó chính là cái tâm ý môn hướng tâm mà nó làm, nó phục vụ cho cái chức năng này là chức năng mà xác định trong cái tiến trình mà ngụ, tiến trình tâm quan ngụ môn. Bởi vì sao mình thấy này, khi mà quan ngụ môn á thì á là quan ngụ môn thì nó vẫn có ý môn, là bởi vì sao mình phải đưa, mình nhận tự trực tiếp, trực đối tiếp nhận cái đối tượng từ bên ngoài vào thì là cái các cái căn môn của mình là mới làm cái công việc tiếp nhận bên ngoài thôi. Bây giờ muốn đưa vào trong tâm thì nó phải có một cái công việc ý môn nó đưa, nó tiếp thu vào, thì khi đó ý môn nó sẽ làm cái công việc đó, đó là Vottapanna, là xác định. À, cho nên cũng là loài tâm này, mà vì trong cái nó trong ý môn hướng tâm thì đã có một cái nó hướng rồi, cho nên cái này không cần hướng nữa. Vậy thì nó không cần hướng nữa thì nó chỉ làm cái công việc là xác định thôi. À, còn trong trường hợp mà không qua sense five door mà chỉ có tâm thì khi đó nó mới có ý muốn hướng tâm, nó làm công việc hướng tâm. Namely the Manodwara Vachana and the Panchadwara Vachana, two of the Ahetuka Kriya Chittas. As they do not enjoy the taste of the object, they do not perform the function of Javana. The remaining Kriya Chitta, smiling consciousness, performs the function of Savana. Bây giờ đang nói tới đó là hai cái tâm hướng tâm. À, đó là ý môn hướng tâm và ngụ môn hướng tâm. Đó là hai loài tâm di tạc vô nhân. À. As they do not enjoy the taste of the object, bởi vì chúng không có thưởng thức được cái vị của cái đối tượng, nó mới hướng về thôi, chứ nó chưa có nhận thức cả gì cả, cho nên nó chưa hưởng được cái vị của đối tượng. They do not perform the function of Javana, cho nên chúng không có thực hiện cái chức năng là Javana, tốc hành tâm. The remaining Kriya Chitta, cái tâm mà duy tạc còn lại, mà tâm duy tạc vô nhân còn lại đó, tức là smiling consciousness, là tiểu sinh tâm á, thì performs the function of Javana, thì nó có thể thực hiện được cái chức năng là tốc hành tâm trong cái tâm di tạc. Rồi, bây giờ con số gì đây? Namely, the 12 immoral, 21 morals, 4 locutora phallas, 18 functionals, 55. The term used is not vipaka but phala. The vipakas resultant of karma, rupa and arupa lokas are not regarded as javanas. The supramundane past and first, which occur in the javana process,
are regarded as savannas though they exist only for a moment. Đó, như vậy á, là nốt số 38 này. Đó là 12 loại tâm bất thiện, 21 tâm thiện, 4 tâm quả siêu thế và 18 tâm mà vô tâm tâm này không phải tâm tâm này functional, tức là tâm di tác ha. Thì tất cả 55 tâm này á, là nó làm cái phần sự, là có thể làm được phần sự Javana. The term it used is not vipaka but phala. Ở đấy đó, cái từ phala này đó, từ mà tâm quả không có dùng chữ vipaka mà dùng chữ phala. À, để so sánh với cái vipaka là của vipaka là tâm quả, cả cái tâm quả của dục giới này, sắc giới và vô sắc giới, cái chữ loka là dùng chúng ha. Kama là dục, loka là giới, sắc giới ha, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó. Các tâm quả của dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì không được xem như là Javana. À, tâm quả nào nào không được xem Javana vì nó không tạo nghiệp. Javana là mang tính tạo nghiệp, mà quả của các cái tâm này nó bản thân nó là quả, nó không có tạo nghiệp. Còn các cái tâm quả và các tâm đào và tâm quả siêu thể mà nó xảy ra trong cái tiến trình Javana đó thì nó được xem như là Javana, mặc dù chúng chỉ tồn tại trong chỉ một sát na mà thôi. Ở đây là mình thấy một cái đặc biệt á, là tâm quả, tâm đào siêu thể thì nó là Javana thì là hợp lý rồi. Nhưng mà ngay cả cái tâm quả siêu thể đó, nó cũng được xem là Javana. Mà vì nó có cái sự phạm, có cái sự hoạt động. Nhưng mà hoạt động ở đây mặc dù tâm đào một sát na, tâm quả một sát na thôi. Nhưng mà công việc của tâm đào là diệt diệt phiền não ha. Công việc của tâm quả là tỉnh ngộ niết bàn đó. À, cho nên là đào và quả này đó là nó cũng có cái hoạt động. Vì vậy nó không phải chỉ là quả thôi mà nó còn là Javana được nữa. À, qua nốt số 39. These 11 are vipaka cittas. When they perform the function of retention, tadalambana, there is no investigating function. The investigation consciousness, accompanied by pleasure, performs the dual functions of investigating and retention. Bây giờ nói tới là tâm tâm mà làm cái công tác mà thập dí đó, thì 11 tâm này được gọi là tâm quả. À, 11 tâm này là những tâm quả. When they perform the function of retention, khi chúng thực hiện chức năng thập di, there is no investigation function, thì không có cái chức năng là quan sát. Tâm quan sát mà thọ hỷ á, thì nó thực hiện được hai chức năng. Đó là vừa là quan sát mà vừa là thập di. Hoặc là đăng ký ha. Và nốt số 40 là in their respective planes, là trong những cái cảnh giới tương ứng của chúng. Nốt số 41 là nói tới là Manodwara Vachana, tức là ý muốn hướng tâm. Nốt số 42. Manotatu is applied to the two classes of receiving consciousness, Sampatichana and Phaito Cognition, Panchadwara Vachana. On the remaining classes of consciousness, excluding the 10 sense impressions, Vipanchavinyana are termed Manovinyana Tattu. Manotattu gọi là ý giới. Ha. Ý giới là nó áp dụng cho, apply to, is apply to, ha. Áp dụng cho two classes of receiving consciousness, là hai loại tâm tiếp thâu. Tiếng Pali là Sampatichana. And five door cognition, và ý muốn hướng tâm. Như vậy, hai tâm tiếp thâu và ý muốn và ngụ môn hướng tâm thì được gọi là ý giới. Còn tất cả các cái loại tâm còn lại ngoài trừ ngụ sống thức hay là mười thức thì đều được gọi là mano vinyana thatu, gọi là ý thức giới. Trên này là ý giới, dưới này là ý thức giới. Rồi, vậy là xong kệ số 6, số 7. 8 giờ rưỡi. Rồi chào hỏi mọi người, mình stop share xong bài kệ số 6, số 7 rồi, không biết có ai thắc mắc gì không. Mình lại học từ bốn nay là cũng phải chủ tâm ghế gớm ha. Còn thuật ngữ
rồi chi pháp, rồi con số. Tuy nhiên là nó không phải chỉ thuần con số không, nó cũng thuần chi pháp không, mà mình thấy nó là các cái loại tâm, mỗi tâm nó làm tục sanh thế nào, tục sanh thế là thế nào, là hồ kiếp thế nào, là tử đó, thì nó cũng giúp cho mình thấy rõ hơn. Chắc không có ai hỏi ha. Nếu không có thì mọi người cố gắng về đọc bài lại rồi nhớ từ vựng và chí pháp là được rồi. Đấy, bây giờ mình hồi hướng nha. Mọi người chắp tay. Y đằng nô nha, thi nằng hô tu, su khi ta hoàn tu nha, ta yô. Y đằng nô nha, thi nằng hô tu, su khi ta hoàn tu nha, ta yô. Y đằng nô nha, thi nằng hô tu, su khi ta hoàn tu nha, ta yô. Y đằng vát ta mê bún nhăng an sa vác kha ya và hăng hô tu. Sa thụ, xin chào tạm biệt mọi người. Hôm nay là thứ ba, hẹn gặp lại vào ngày thứ sáu ha. Chúc mọi người luôn an vui.